Xin chào mọi người nha. Chiều hôm nay Trịnh đang một cái cây mai giáo giao lưu với mọi người. Cây này hiện tại là nó cao 1m2, tán rộng của nó gần 1m, hình thân tầm 15 nha. Cây này thì mới năm thứ 6 thôi. Này, mọi người xem phần nụ của nó này. Đó. Nụ nó rất là nhiều nha. Đó, lá xanh gầy luôn. Giờ cũng 5 giờ hơn rồi. Mấy bữa nay là trời mưa gió lục bão á, nên Trịnh cũng không có đăng để chia sẻ giao lưu. Ngày hôm nay trời tạnh ráo thì Trịnh đăng giao lưu cho mọi người một cái cây mai này. Này cái dao đất đó nha mọi người. Đó. Mọi người xem cái phong tàng nó này, rất là đẹp nha. Cây cuồng cốt giăng long thuần cốt rồi. Đó. Nụ rất là nhiều. Chung cây này thì nói chung cũng còn non tơ. Đó. Nụ mọi người thấy không, non tơ được cái giăng phong tàng, với lại sức sống quay cực kỳ khỏe. Đó, giống hoa giáo này cũng rất là đẹp nha mọi người. Đó, mọi người thấy cây này hợp mắt thì alo anh Trần đã sở hữu nha. Báo giá luôn là giá là 1.200.000, giá chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người. Đây là cái phần cuồn cốt của bên dưới nữa này. Đó, mọi người thấy cuồn cốt giăng lăng không? Cây nó chuẩn cây rồi. Lé xanh gầy luôn. Trong ngày mai thì cũng có một cái chuyến xe tải vận chuyển cây vào miền Tây á, nên mọi người ở dọc vào đường quốc lộ 1E nếu mà chấm được cái này tranh thủ giao lưu sở hữu nha. Cây cực kỳ chất lượng nha mọi người, giá bán lẻ là 1.200.000 chưa bao gồm phí vận chuyển nha, còn tiền ship cái này mọi người tự trả nha. Khi nào nhận cây mọi người trả tiền ship cho tài xế bên vận chuyển xe tải á. Hiện tại thì từ Sài Gòn trở vào trong miền Tây á, khu vực miền Tây thì nó chưa giao lưu được qua cái vấn đề vận chuyển là cái bên bưu điện hay là bên Viettel Post gì á, cho nên là chỉ vận chuyển được cái bằng xe tải thôi, cho nên mọi người cũng nhanh tay sở hữu. Giá của vận chuyển xe tải thì rẻ hơn bưu điện rất là nhiều. Bên bưu điện thì người ta cân ký thì mọi người trẻ cũng đuối tiền luôn đó. Xe tải họ lấy giá cước nó cũng rẻ hơn, người ta tính đầu chậu thôi, đầu chậu với lại khoảng cách thôi. Từ đây vào miền Tây giá dao động tầm 400.000 một chậu như thế này nha. Đó. Đây là cái chậu lọt lòng 50 nè. Chậu này lọt lòng 50 nha mọi người. Chậu quay màu đỏ này, cái nền chậu màu đỏ mà. Tết lệch lé ra nở bông vàng nữa, rất rất là đẹp nha, cực kỳ phù hợp luôn. Rồi mọi người có thích cái này alo Trần đã sở hữu nha. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.